Mình đang có một cái đồng hồ SH214, đồng hồ SH214 hiện tượng là nguồn không ổn định này. Đấy. Kim cứ tua trả xong rồi thôi. Cái đèn báo dầu oil trên này nhấp nháy. Tắt đi này. Bật lên này. Tắt đi này. Bật lên này. Sau khi tháo bên trong ra thì một cái cảnh tượng nhìn nó thảm hại vô cùng. Bị chập cháy, bị lổ, bong mạch lên. Rồi, mình đã bửa cái mên ra. Và cận cảnh cái chỗ bị chạm chập đây. Ở đây là mình có thấy một con diode Zener hình lấm. Mình nghi ngờ con này bị chập. Bây giờ mình sẽ vệ sinh sạch sẽ, sau đó là đo thông mạch cái con này. Sau khi vệ sinh xong thì bây giờ mình sẽ đo. Mình đo ở đây mình thấy hai con diode, một con diode này khoảng diode 3, còn con diode này diode Zener. Nếu mà điện áp vượt mức trên 15V thì diode này nó sẽ xả điện ra mát. Và cái con diode này là diode một chiều, chỉ cho dòng điện đi một chiều thôi. Mình sử dụng bộ khò hàn, mình bật khò lên, nhấc máy này lên cho khò hoạt động. Sau đó mình chỉnh nhiệt độ cao lên xích xoát 500. Rồi, gió thì mình để gió thấp thôi, để gió mức 1,5. Rồi, sau đó là bôi tí mỡ nhiệt vào. Ở đây mình bôi cái mỡ hàn vào, mục đích là để truyền nhiệt cho nó nóng, khò sẽ nhanh hơn. Còn anh em không cần cái mỡ này thì cũng không sao, khò bo vẫn cứ được. Trong khi hò thì mọi người nhớ là phải ngoái ngoái rộng ra để truyền nhiệt cho rộng ra. Chứ nếu chúng ta hò tập trung một chỗ thì sẽ làm cho bong cái mạch lên. Vì chỗ thì nóng quá, chỗ thì lại không nóng. Nó sẽ gây ra sự giãn nở không đều và sẽ bung mạch. Nó sẽ phồng cái mạch lên. Rồi, con diode mình đã nhấc ra. Tiếp theo con diode Zener. Chưa được, cho thêm tí mỡ nữa. Khói quá, mình bật cái quạt hút khói đi. Mọi người phải mua quạt hút khói để không bị hít khói. Rồi, mình gắp ra rồi. Sau khi nghi ngờ cái hai con diode này nó bị hỏng thì mình tiến hành mình đo. Mình bật đèn pin, đây giữ chặt vào đây để bật đèn pin này. Đấy, giữ chặt vào đây để bật này. Rồi. Mình đo con diode một chiều. Sẽ đo thành hai lần nhé, ngửa lên đây. Mình đo đầu này thì là không thông, không thông đúng không? Và mình đảo chiều diode lại mình đo có thông 0,56, 506. Rồi, suy ra diode này không chập, tốt. Tiếp theo mình lại đo con diode Zener này. Thì mình sẽ đo cái thanh kim loại này với cái viền của cái con lấm này là có thông. Rồi. Bây giờ mình sẽ đảo que lại, đảo đầu diode lại để đảo đầu que và mình đo cái viền với thanh kim loại. Thì không được phép thông. Rồi, như vậy là diode lấm này cũng tốt nhé. Đó. Hai con diode này chẳng qua nó bị cháy chứ không phải là nó bị chạm chập đâu. Thế còn cái mạch này thì nó chúng ta thấy là nó bị bong. Bong cái mạch do nó cháy thì mình sẽ sử dụng dây điện mình lối tắt cái mạch của nó. Và mình sẽ thay luôn cái con diode này. Con diode này nó bẩn nó nhem nhuốc mình thay luôn. Con này thì vẫn tận dụng được. Cái mặt bên này thì nó cũng bị bong, bị đứt này, nóng quá đứt mạch này. Thì mình sẽ sử dụng dây điện mình dẫn mạch, mình lối giải lại nó.
giống như là trên xe máy đứt dây thì mình câu dây ngoài, mình lấy dây điện khác mình chạy ngoài cho nó. Mình sẽ dùng đồng hồ đo xem mạch nó đi từ đâu đến đâu, mình sẽ sử dụng sợi dây mình câu tắt. Rồi, qua một hồi mình câu dây thì đã cứu lại được em đồng hồ đây rồi. Đây, bật khóa lên này, ba kim nó tua trả này. Ấn nút chuyển lệch này. Đó. Ngon. 31.517 km. Tắt khóa này, bật khóa này. Đó, như vậy là thành công rồi nhé. Ở đây mình lối dây này, dương ở đây cấp sang đây này. Dương ở đây cấp lên đây này, rồi thay thế con diode từ đây này sang bên này này. Đó. Mình mượn luôn một cái đồng hồ mới, đồng hồ tốt, mình so sánh cái mạch đi. Mình so sánh, mình dựa ở đây để so sánh cái đường đi, từ đó mình sẽ câu tắt dây. Đó. Rất tiện luôn. Thực tế 100%, có đồng hồ để so sánh thì thực tế 100%, đỡ phải dò, đỡ phải đo. Rồi, như vậy là thành công rồi nhá. Vừa rồi mình đã ghi hình lại cho mọi người xem cái quá trình sửa một cái đồng hồ nó bị hư hỏng như thế nào. Lúc đầu thì xem hiện tượng chạm chập, sau đó là tháo ra, nhìn thấy hỏng ở đâu thì khoanh vùng ở đó mà đo, rồi khoanh vùng rồi vệ sinh, xem mạch ở đâu thì đo, mạch ở đâu thì lối tắt. Mọi người là nhớ là phải mua đồng hồ về thực hành đo đạc cho nó thuộc cái mạch, sau đó là thuộc tên các linh kiện chi tiết đi. Rồi khi mà hư hỏng ấy mà có đồng hồ khác để so sánh thì là càng tuyệt vời luôn nhé. Rồi, xin chào mọi người, chúc mọi người chịu khó học hành.